cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine có trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã nắm quyền kiểm soát 100 khu định cư trải dài trên 1.294 km vuông lãnh thổ và bắt giữ gần 600 lính Nga. Bên cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy làng Malaya Lodnia thuộc vùng Kursk Nga đang nằm dưới sự kiểm soát một phần hoặc toàn bộ của lực lượng vũ trang Ukraine NATO triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng NATO-Ukraine cấp đại sứ vào ngày 28 tháng 8. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí của NATO đối với Ukraine. Hoa Kỳ cải tiến hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay F16 dành cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng tàng hình trước radar Nga. Tranh cãi nổ ra trên truyền hình Nga khi có cáo buộc về tham nhũng quy mô lớn trong giới tình hòa chính trị với ước tính 1,5 đến 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ đã bị rút ra khỏi nước Nga. Cuối cùng là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sử dụng biệt danh mới ông nội để ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Nga thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Molifan kính chào quý vị khán thính giả thân thương. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Social Post để cập nhật tin tức. Bản tin Thế giới 24 giờ ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin của chúng ta ngay sau đây sẽ là cập nhật mới nhất về tình hình giao tranh ở biên giới Nga Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zinsky cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine AFU kiểm soát 100 khu định cư ở khu vực Kursk. Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga về nhân lực và trang thiết bị. Hôm nay, chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát 1.294 km vuông lãnh thổ và 100 khu định cư trên đó, UNIAN trích dẫn lời Zinsky. Theo ông, quân đội Ukraine đã bắt giữ gần 600 lính Nga, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý rằng quân đội Nga đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công chống lại Ukraine từ hướng Kursk. Theo ông, mục tiêu của quân đội Ukraine là tạo ra vùng an toàn, bảo vệ các vật thể trong khu vực Sumy và khiến kẻ địch ngừng pháo kích vào Ukraine từ lãnh thổ Nga. Sinsky nhấn mạnh, kẻ thù đang cố gắng chống lại chúng tôi. Hắn đang rút quân từ các hướng khác, do đó làm suy si yếu chúng và đang cố gắng tạo ra một vòng phòng thủ xung quanh nhóm đang tiến lên của chúng tôi, lên kế hoạch cho các hành động phản công. Vị tướng này nói thêm rằng các hành động tiếp theo của quân đội Ukraine sẽ phụ thuộc vào tình hình hoạt động ở mặt trận. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga bảo đảm rằng cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk đã dừng lại. Đặc biệt, điều này thường xuyên được tuyên bố bởi Phó Cục trưởng Cục Công tác Quân sự Chính trị của Cục Tư lệ Lực lượng Đặc biệt Chechnya Akhmat, Thiếu tướng Apti Alodinov. Lần đầu tiên, ông nói về việc ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực vào ngày 9 tháng 8 và sau đó lặp lại điều tương tự ít nhất 5 lần nữa. Đồng thời, Alodinov thừa nhận giao tranh trên lãnh thổ Nga có thể tiếp tục kéo dài thêm vài tháng nữa. Tại Kursk, các hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép khỏi pháo kích đã bắt đầu được lắp đặt, quyền thống đốc cho biết. Vị trí chính để đặt nơi trú ẩn sẽ là những nơi có đông người. Các biện pháp tương tự đang được thực hiện ở Zelenogorsk cũng như ở Kuchatov, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk. Độ an toàn của nơi này đã bị Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grassi nghi ngờ. Việc giải phóng khu vực Kursk đối với giới lãnh đạo Nga có thể chỉ là mục tiêu thứ yếu so với việc tiến lên ở Donetsk. Tatiana Stanoveya, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á-Âu của Carnegie Endowment cho biết, ở Moscow không có nhiều hoảng loạn về hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bà, về mặt chiến lược, điều quan trọng hơn nhiều đối với Vladimir Putin là chiếm được toàn bộ khu vực Donetsk và cuối cùng kích động sự sụp đổ của chính phủ Ukraine hơn là bảo vệ người dân của đất nước mình. Trong một diễn biến liên quan, theo thông tin mới nhất từ nguồn tin Dialog.ua, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra tại làng Malaya Lognia thuộc vùng Kesk Liên bang Nga. Có những dấu hiệu cho thấy khu vực này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát một phần hoặc toàn bộ của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2024, cộng đồng mạng đã chứng kiến sự xuất hiện của một bức ảnh đáng chú ý. Hình ảnh này cho thấy một quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang đứng gần trụ sở chính quyền của làng Malaya Lognia. Điều này đã gây ra nhiều suy đoán về tình hình kiểm soát thực tế tại khu vực này. Trước đó vài ngày, có thông tin cho rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào khu cải huấn dành cho phụ nữ số 11 tại Malaya Lognia. Theo các nguồn tin, một đơn vị quân đội Nga trước đó đã thiết lập phòng tuyến tại đây. Tuy nhiên, theo thông tin từ các kênh truyền thông ủng hộ Nga, lực lượng Nga đã không thể duy trì kiểm soát cơ sở này trong thời gian dài và đã buộc phải rút lui. Đáng chú ý là hiện tại chưa có thông tin chính thức về thương vong của lực lượng vũ trang Nga trong các cuộc giao tranh này. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tình hình hiện tại. Deep State, một nguồn tin OSIN, tình báo nguồn mở có uy tín, vẫn chưa xác nhận việc Ukraine kiểm soát hoàn toàn Malaya-Lognia trên bản đồ của Deep State, khu vực này được đánh dấu là vùng xám, ngụ ý rằng tình hình vẫn đang trong trạng thái không xác định và các cuộc giao tranh có thể vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Deep State thường báo cáo tình hình ở khu vực Kursk với một độ trễ nhất định. Trước đó, Dialog.ua cũng đưa tin về việc lực lượng vũ trang Ukraine đã nối lại cuộc tiến công ở khu vực Kursk, tạo ra một tình huống khó khăn mới cho phía Nga. Tình hình tại Malaysia, Lognia và khu vực Kesker nói chung vẫn đang tiếp tục phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến quan trọng này. Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang tại Ukraine, cộng đồng quốc tế đang có những động thái quan trọng nhằm ứng phó với diễn biến mới. Sau đây là tổng hợp các thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này. Theo nguồn tin từ The Guardian, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng NATO-Ukraine cấp đại sứ dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Cuộc họp này được tổ chức theo yêu cầu của phía Ukraine với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông qua kết nối video. Mục đích chính của cuộc họp là để ông Umerov cập nhật tình hình chiến sự và trình bày về nhu cầu ưu tiên của lực lượng Ukraine. Vara Daglala, người phát ngôn của NATO cho biết, cuộc họp này được tổ chức một phần do sự leo thang căng thẳng từ phía Nga, đặc biệt là sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng của Ukraine vào đêm 26 tháng 8. Bà Dark Lala cũng nhấn mạnh rằng NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ đáng kể trong việc tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Joseph Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, đã lên tiếng về việc cần phải dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí của NATO đối với Ukraine. Ông Borrell tin rằng chỉ có quyền tự do hoàn toàn trong vấn đề tự vệ mới có thể giảm thiểu thương vong và tàn phá ở Ukraine. Ông dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và người đứng đầu Bộ Ngoại giao các nước thành viên NATO vào ngày 29 tháng 8. Vấn đề cung cấp các hệ thống phòng không mới cho Ukraine cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp này. Borel nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm của NATO có thể là một bước đi quan trọng hướng tới việc thúc đẩy hòa bình. Đáng chú ý, theo thông tin từ Dialog.ua, Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu F-16 sau 2,5 năm chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về thời điểm mà lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được phép sử dụng các vũ khí này để tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga. Những diễn biến này cho thấy cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để hỗ trợ Ukraine một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh giao tranh hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về tình hình này. Theo thông tin mới nhất từ nguồn tin The Warzone, Hoa Kỳ đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng chiến đấu của máy bay F-16 dành cho Ukraine. Cụ thể, các kỹ sư thuộc phi đội tác chiến điện tử số 68 của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã tiến hành cải tiến đáng kể hệ thống tác chiến điện tử trên các máy bay chiến đấu này nhằm tăng cường khả năng tàng hình trước các hệ thống radar của Nga. Quá trình hiện đại hóa này diễn ra trước khi các máy bay được chuyển giao cho Ukraine. Các chuyên gia Mỹ với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tác chiến điện tử tiên tiến đã phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư châu Âu để lập trình lại hệ thống tác chiến điện tử trên các máy bay F-16 có nguồn gốc từ Đan Mạch và Hà Lan. Công việc này đặt ra nhiều thách thức do thời hạn gấp rút và yêu cầu phải sửa đổi một hệ thống không được sử dụng bởi quân đội Mỹ. Để vượt qua khó khăn này, phi đội 68 đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng thiết kế của hệ thống dựa trên dữ liệu do Đan Mạch và Na Uy cung cấp, từ đó phát triển phương pháp lập trình lại hiệu quả. Chỉ huy phi đội 68 nhấn mạnh tính đột phá của nhiệm vụ này, cho biết đây là lần đầu tiên nhắm có thể nắm bắt một hệ thống phức tạp trong vòng 2 tuần và phát triển phần mềm cải tiến tại quốc gia đối tác. Mặc dù việc nâng cấp này không bảo đảm ưu thế tuyệt đối trên không, nhưng nó có thể mang lại lợi thế chiến thuật quan trọng cho phi công Ukraine trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận Ukraine là khách hàng chính của phi đội 68 theo chương trình bán hàng quân sự nước ngoài FMS. Điều này cho phép đơn vị cung cấp hỗ trợ, cập nhật và hiện đại hóa kịp thời các hệ thống tác chiến điện tử dựa trên phản hồi và kinh nghiệm thực tế của quân đội Ukraine mặc dù các hệ thống tác chiến điện tử được tối ưu hóa sẽ không khiến F-16 trở nên bất khả xâm phạm, chúng có thể mang lại lợi thế sống còn quan trọng cho các phi công Ukraine hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc. Hơn nữa, dữ liệu thu thập từ việc sử dụng các hệ thống này trong các hoạt động chiến đấu thực tế sẽ có giá trị to lớn đối với cả Ukraine và Hoa Kỳ trong việc tiếp tục hoàn thiện và cải thiện khả năng tác chiến điện tử của họ. Sự cải tiến này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine của phương Tây, đồng thời thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của đồng minh trước các mối đe dọa hiện đại. Thưa quý vị, gần đây một diễn biến đáng chú ý đã xuất hiện trên truyền thông Nga khi những cáo buộc về tham nhũng quy mô lớn trong giới tình hòa chính trị được công khai thảo luận. Cụ thể, trên chương trình truyền hình Red Light của Nga, ông Konstantin Shifkov, một nhân vật được biết đến với vai trò chuyên gia quân sự và nhà bình luận thân cận với Điện Kremlin, đã đưa ra những tuyên bố gây chấn động về tình trạng tham nhũng trong giới lãnh đạo cao cấp của Nga. Theo ông Shipkov, có ước tính khoảng 1,5 đến 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ đã bị rút ra khỏi nước Nga. Con số này tương đương với khoảng 50 lần ngân sách quốc phòng hàng năm của Nga, bao gồm cả chi tiêu cho lực lượng vũ trang, các cơ quan thực thi pháp luật và các dịch vụ đặc biệt. Ông nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù không trực tiếp nêu tên cụ thể, ông Shipkov đã ám chỉ rằng những cá nhân chịu trách nhiệm cho tình trạng này đang nắm giữ các vị trí quyền lực cao nhất trong chính phủ Nga. Ông cho rằng họ có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định chính sách và tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế cũng như các hoạt động quân sự của Nga. Những tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine. Ông Shipkov đã liên hệ tình trạng tham nhũng này với những khó khăn mà quân đội Nga đang gặp phải trong cái gọi là chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các nhà bình luận trên truyền thông Nga đưa ra những nhận xét gây tranh cãi. Trước đó, nhà bình luận Vladimir Soloviev cũng đã bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào Trung Quốc trong khi nhà phân tích sergei kyuginyan đã đặt câu hỏi về hiệu quả của chiến dịch đặc biệt tại ukraine những phát ngôn này phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong giới truyền thông nga khi các vấn đề nhạy cảm bắt đầu được thảo luận công khai hơn tuy nhiên cần lưu ý rằng việc diễn giải và đánh giá các thông tin này cần được thực hiện một cách thận trọng và toàn diện trong một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự gần đây trong các phát biểu công khai tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã có những nhận xét đáng chú ý về tổng thống nga vladimir putin tạo nên một động thái thú vị trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Cụ thể, Tổng thống Zelensky đã hai lần sử dụng thuật ngữ ông nội để ám chỉ người đồng cấp Nga. Lần đầu tiên trong bài phát biểu nhân ngày độc lập của Ukraine vào tuần trước, Tổng thống Zelensky đã gọi Tổng thống Nga là ông nội ốm yếu ở quảng trường đỏ. Gần đây nhất khi bình luận về chuyến thăm Azerbaijan của Tổng thống Putin, ông Zelensky một lần nữa sử dụng thuật ngữ này nhấn mạnh vào tuổi tác của nhà lãnh đạo Nga, người sẽ bước sang tuổi 72 trong tháng tới đáng chú ý những nhận xét này xuất hiện trong bối cảnh thảo luận về tương lai của hợp đồng vận chuyển khí đốt giữa nga và ukraine tổng thống zelensky khẳng định rằng ukraine sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với nga vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay ông nhấn mạnh rằng việc duy trì dòng khí đốt từ nga đến châu âu chỉ có thể thực hiện thông qua việc ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp khác những đơn vị sẵn sàng cung cấp khí đốt cho liên minh châu âu phát biểu của tổng thống zelensky phản ánh tình hình phức tạp trong quan hệ năng lượng giữa nga ukraine và châu âu trong lịch sử châu âu đã phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ nga đặc biệt là sau sự sụp đổ của liên xô tuy nhiên sau cuộc xung đột nga ukraine nhiều quốc gia châu âu đã bắt đầu xem xét lại mối quan hệ năng lượng của họ với moscow mặc dù vậy hiện tại vẫn có một số quốc gia bao gồm Áo, Hungary và Slovakia tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào năng lượng của Nga. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung cấp này vẫn đi qua lãnh thổ Ukraine. Những phát ngôn và quyết định này của Tổng thống Zelensky không chỉ phản ánh tình hình căng thẳng trong quan hệ Nga-Ukraine, mà còn cho thấy những thách thức phức tạp trong việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng năng lượng tại khu vực châu Âu trong thời gian tới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Molifan rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh quý vị nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.